Thưa quý vị và các bạn, sau gần 8 năm thi công gặp nhiều khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng, sáng nay ngày 7 tháng 1, cầu Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được thông xe. Với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng, đây là một trong các dự án giao thông trọng điểm của thành phố nhằm cải thiện tình trạng giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại huyện Nhà Bè nói riêng và khu vực phía Nam thành phố nói chung. Khi cầu Phước Lộc mới được đưa vào hoạt động, sẽ thay thế cầu sắt hiện hữu rộng chưa tới 3 mét đã xuống cấp và quá tải từ nhiều năm nay, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận. Tính đến ngày 6 tháng 1, đã có 50 địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với học sinh. Theo đó, kỳ nghỉ kéo dài từ 8 ngày đến 14 ngày. Lý do có sự khác nhau là vì lịch nghỉ Tết của học sinh căn cứ vào kế hoạch triển khai năm học của từng địa phương. Học sinh ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ 9 ngày. Một số tỉnh phía Nam cho học sinh nghỉ học từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 như Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Gia Lai, Vĩnh Long. Nếu tính cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì thời gian nghỉ Tết của học sinh các địa phương này sẽ là 16 ngày. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến hết năm 2020, số người thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp ước đạt khoảng 1,03 triệu, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền chi trả ước khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng khoảng 33%, hỗ trợ học nghề chỉ khoảng 21.000 người, giảm 50%. Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã bảo đảm phần nào đời sống của một bộ phận người lao động và gia đình của họ trong dịch bệnh, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Tin quốc tế, ngày 6 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hòa bình và đề nghị người biểu tình về nhà sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội và tìm cách buộc Quốc hội phải đảo ngược thất bại bầu cử của ông Trump. Tổng thống Trump một lần nữa nhắc lại cuộc bầu cử bị đánh cắp, đồng thời kêu gọi người biểu tình về nhà. Chúng ta cần phải có hòa bình, chúng ta phải có luật pháp và trật tự. Phản ứng trước tình hình bạo loạn tại Quốc hội Mỹ, ngày 6 tháng 1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg gọi các cuộc biểu tình bạo lực tại Washington là cảnh tượng hãi hùng, đồng thời khẳng định kết quả cuộc bầu cử dân chủ tại Mỹ cần phải được tôn trọng. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi chấm dứt cảnh tượng đáng hổ thẹn tại Washington khi những người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội nhằm tìm cách đảo ngược thất bại bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Ngày 6 tháng 1, Israel cho hay hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt đã được triển khai tại thành phố du lịch Eilat ở miền nam nước này. Vòm sắt là một hệ thống phòng không di động có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rafael của Israel và Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel nghiên cứu chế tạo. Hệ thống này có khả năng đánh chặn và phá hủy các loại tên lửa và đạn pháo tầm gần từ 40 đến 70 km. Mới đây, Israel cũng đã hoàn thành bàn giao một khẩu đội vòm sắt theo hợp đồng với Mỹ. Cũng liên quan tới trang bị quân sự giữa Israel và Mỹ, ngày 6 tháng 1, tờ Internews của Israel cho hay, nước này vừa cung cấp cho quân đội Mỹ hệ thống phòng thủ tên lửa chống tăng chủ động có tên gọi là Trophy, theo một hợp đồng ký năm 2018 và gia hạn năm 2019. Quân đội Mỹ dự kiến trang bị hệ thống Trophy cho xe tăng Abrams nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trước mắt. Ngày 6 tháng 1, Liên minh châu Âu-EU đã chính thức cấp phép lưu hành vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Moderna INC Mỹ bào chế và phát triển. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo như trên vài giờ sau khi cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu thông qua khuyến nghị về việc cấp phép lưu hành vaccine này. Việc cấp phép cho vaccine của Moderna là có thêm công cụ để vượt qua tình huống khẩn cấp hiện nay. Trong khi đó, bà Ursula von der Leyen gọi đây là tin tốt lành đối với nỗ lực có thêm vaccine cho người dân châu Âu. Như vậy, vaccine của Moderna đã trở thành loại vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu khuyến nghị cấp phép lưu hành sau vaccine Pfizer-BioNTech nhận được sự ủng hộ của cơ quan này hôm 21 tháng 12 năm 2020. EU hiện đã đảm bảo được 200 triệu liều vaccine và được phép mua thêm 100 triệu liều của Pfizer-BioNTech. EU cũng đang đàm phán để mua thêm từ 50 đến 100 triệu liều vaccine nữa. Các nước thành viên EU có thể sử dụng vaccine khác với khuyến nghị của cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu, song điều này có thể đối mặt với rủi ro. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.